Lần đầu tiên học sinh lớp 1 sẽ được học hoạt động trải nghiệm như một môn bắt buộc có sách giáo khoa riêng. Đây cũng là hoạt động giáo dục xuyên suốt tất cả các cấp học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là tiết học hoạt động trải nghiệm tại lớp 1A trường tiểu học Hải Triều, huyện Tiên Lữ. Học sinh không phải ghi chép, giáo viên không truyền thụ một chiều, thay vào đó là các trò chơi, hoạt động theo chủ đề của sách giáo khoa. Có thể học cả trong và ngoài lớp học, không khí nhộn nhịp, vui tươi, thoải mái hơn hẳn các lớp học khác. Hôm nay cô giáo tổ chức cho con chơi những trò chơi bắn tên, chèo thuyền, trò chơi đi chợ, trò chơi vô cáp, trò chơi biển báo giao thông. Con thấy các cái trò chơi đấy như thế nào? Con rất vui ạ. Con thích các trò chơi đấy không? Có. Trước đây, hoạt động trải nghiệm không được bố trí thành môn học riêng biệt, không có tiết học hàng tuần mà được tổ chức tùy thuộc vào điều kiện của từng nhà trường. Nhưng theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động trải nghiệm là một môn học bắt buộc, một tuần 3 tiết, một tháng một chủ đề. Do đây là lần đầu thực hiện và mới chỉ áp dụng cho khối lớp 1, nên việc tổ chức dạy và học môn hoạt động trải nghiệm vẫn còn nhiều khó khăn. Hoạt động trải nghiệm thì gồm có 3 tiết. Tiết thứ nhất là tiết chèo cờ, tiết thứ hai là tiết sinh hoạt theo chủ đề và tiết thứ ba là sinh hoạt lớp. Vì là năm nay mới chỉ có lớp 1 thực hiện theo một số cái chủ đề, còn lại các lớp khác thì tiết chèo cờ vẫn thực hiện như cũ. Vì vậy mà chúng tôi vận dụng đối với tiết thứ nhất là tiết chèo cờ là vận dụng toàn trường sẽ thực hiện theo cái chủ đề của lớp 1, nhưng mà thiết kế dưới một cái quy mô khác làm sao mà cho tất cả học sinh toàn trường vẫn được sinh hoạt theo chủ đề đó. Khi mà dạy cái môn hoạt động trải nghiệm này thì thực sự là cũng đây là một môn học mới, cũng có rất là nhiều điều mới lạ mà chúng tôi cần phải học hỏi. Và đối với cả đối tượng học sinh lớp 1 thì các em vẫn còn nhỏ, các em vừa mới ở mẫu giáo bước vào cái môi trường học nên là các em vẫn còn bỡ ngỡ, nhiều em vẫn còn nhút nhát. Thì đấy là một cái khó khăn rất lớn đối với chúng tôi. Nhiều em thì cái khả năng nói của các em vẫn chưa được lưu loát như ở các lớp trên. Trong năm học 2020-2021, phần lớn các trường tiểu học trên toàn tỉnh chọn sách hoạt động trải nghiệm trong bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Dù chọn bộ sách nào thì cũng đều hướng tới việc hình thành 3 năng lực cơ bản của học sinh, gồm thích ứng với cuộc sống, thiết kế và tổ chức hoạt động, định hướng nghề nghiệp